Chào các bạn nha. Hôm nay thì tình cờ mình đọc được một bài viết trên Facebook thì nói về đặc điểm của con người Việt Nam. Mình xin chia sẻ với các bạn nha. Các bạn nghe và thấy có đặc điểm nào đúng hoặc là đặc điểm nào chưa có đúng thì các bạn để lại ý kiến ở phần comment nha. Mình xin đọc, chia sẻ với các bạn. Người Việt Nam thuộc da vàng, nhưng mà người nào phải đi làm lụng, mưa dãi nắng lắm thì nước da ngăm ngăm đen. Người nào nhàn hạ phong lưu, ở trong nhà luôn thì nước da trăng trắng như màu ngà cũ. Chạc người thì thấp nhỏ hơn người Tàu, mà lăn lặn con người, chứ không to béo. Mặt thì xương xương, trông hơi bèn bẹt, trán thì cao và động, mắt thì đen và hơi xếch về đằng đuôi. Hai gò má thì cao, mũi hơi tẹt, môi hơi dày, răng thì to mà lại nhuộm đen. Râu thì thưa mà ít, tóc thì nhiều và dài, đen và hơi cứng. Dáng điệu đi đứng thì nhẹ nhàng, và xem ra bộ vững vàng chắc chắn. Áo quần thì dài rộng, đàn ông thì búi tóc và khuấn khăn vành rây. Áo mặc dài quá đầu gối, tay áo thì chật, ống quần thì rộng. Đàn bà ở Bắc Việt và phía Bắc Trung Việt thì đội khăn, mà ở chỗ thành thị thì mặc quần, còn ở nhà quê thì hay mặc váy. Ở phía Nam Trung Việt và Nam Việt thì đàn bà mặc quần cả và búi tóc, chứ không đội khăn bao giờ. Về đằng trí tuệ và tính tình thì người Việt Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điều đạo đức, lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm năm đạo thường cho sự ăn ở. Tuy nhiên vẫn vậy, hay có tính tình vặt, cũng có khi quỷ quyệt và hay bài bác nhạo chế, thường thì nhút nhát và hay khiếp sợ, muốn sự hòa bình. Nhưng mà đã đi chặn mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật. Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang, ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc, hay tin ma quỷ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tình tin vào tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng biết ơn, biết thương người và hay nhớ ơn. Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân khéo tay, làm được đủ mọi việc mà lại lấy việc gia đạo làm trọng, hết lòng chiều chồng nuôi con, thương giữ được các đức tính rất quý là tiết, nghĩa, cần kiệm. Người Việt Nam từ Bắc chí Nam đều theo một phong tục, nói một thứ tiếng, cùng giữ một kỷ niệm, thật là cái tính đồng nhất của một dân tộc, đầu đất nước đến cuối đất nước. Người nòi giống Việt Nam ta mỗi ngày một nảy nở ra nhiều, mà ở phía Bắc thì đã có nước Tàu cường thịnh, phía Tây thì lắm núi nhiều rừng, đường đi lại không tiện, cho nên mới theo bờ bể lần xuống phía Nam, đánh lâm ấp rất chiêm thành, chiếm đất xiên lạp, mở ra bờ cõi bây giờ. Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ, kể hàng ngàn mấy ngàn năm, phải người Tàu cai trị mấy lần, chịu khổ, chịu sợ, biết bao nhiêu phen, thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ và vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẻ vang bằng người, nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng được nên một đất nước cường thịnh. Đây là bài viết của Trần Trọng Kim, Việt Nam lịch sử. Bài viết này thì có biên soạn lại và mang tính chất tham khảo. Các bạn nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận.